Vâng, xin chào tất cả các bạn. Tên tôi là Vũ Quang Hợp. Nay tôi 29 tuổi. Hiện tại tôi đang làm việc và sinh sống tại Hà Nội. Tôi đã có gia đình và đã có một thiên thần bé nhỏ. Trước đây tôi đã ra đời làm việc từ rất sớm và làm rất là nhiều công việc khác nhau. Từ làm nhân viên bán hàng cho rất nhiều công ty, cho đến việc tôi kinh doanh rất nhiều sản phẩm, mặt hàng, từ quần áo cho đến đồ ăn. Và trong quá trình làm việc tôi chưa tìm thấy môi trường nào phù hợp để tôi có thể phát triển hết kinh nghiệm, kiến thức cũng như chất xám của mình. Nên tôi đã quyết định dừng lại để tìm cho mình một công việc mới, một cái cơ hội mới. Và tôi nhận thấy năm 2018 xu thế kinh doanh online đang phát triển, bùng nổ và mạnh mẽ. Và riêng ở Việt Nam, theo thống kê mới nhất, đang có 64 triệu người đang sử dụng tài khoản Facebook, được xếp vào hàng thứ 7 trên thế giới, một con số rất là đông. Và đã có tới hơn 8 triệu người đang kinh doanh online trên trang mạng xã hội này. Và cứ 3 em bé sinh ra thì sẽ có một bà mẹ kinh doanh online, đúng không ạ? Nhưng trong quá trình tôi tìm hiểu thì những người kinh doanh online đang gặp rất nhiều khó khăn, từ những việc phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng, phát triển thương hiệu cá nhân, cũng như cách chốt sale. Liệu đó có phải là những khó khăn mà tôi sẽ mắc phải không? Đó là câu hỏi tôi luôn luôn trăn trở nhất. Chính vì thế tôi đã đi tìm ra giải pháp giúp đỡ những người kinh doanh online thành công, thì tôi sẽ thành công. Cũng là một cơ duyên khi tôi biết đến công ty Zila Việt Nam, chuyên cung cấp phát triển dịch vụ phần mềm hỗ trợ kinh doanh online. Và tôi đã tìm hiểu và nắm bắt ngay cơ hội làm đơn đăng ký trở thành tổng đại lý của công ty Zila Việt Nam. Và hiện tại đội nhóm tôi đang phát triển trên 30 bạn cùng tôi, dưới sự hướng dẫn của tôi. Các bạn đã có thu nhập trên 10 triệu một tháng với hàng nghìn khách hàng đang tin tưởng và sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Và tôi luôn luôn cam kết sẽ giúp đỡ các bạn có thu nhập ổn định và phát triển công việc bán hàng online bền vững. Nếu bạn cam kết và làm theo hướng dẫn của tôi, nếu ai đang theo dõi video này mà đang có những khó khăn trong quá trình kinh doanh online, hãy liên hệ với tôi qua Facebook Vũ Quang Hợp, chuyên gia hỗ trợ kinh doanh online, số điện thoại 0965 919 552 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí. Và những ai mà đang xem video thì hãy chia sẻ video này về tường ở chế độ công khai, đồng thời tag thêm hai người bạn cùng bán hàng online của mình vào, thì tôi sẽ tặng cho bạn một phần quà trị giá 250k cùng một phiếu phát triển thương hiệu trên profile cá nhân trị giá 500k. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công.